Hải Toàn xin phép chia sẻ cách cúng ít được nhiều. Chọn ngày lành khai trương đầu năm mới hoặc mở cửa hàng buôn bán mới có 3 đề mục các vị thường quan tâm: chọn người mở hàng, chọn ngày lành và xính lễ văn khấn như thế nào. Các vị nên biết không nên quá lưu tâm đến người hợp tuổi. Hải Toàn khuyến nghị cách chọn thiện lành. Người mở hàng nên ưu tiên theo các tiêu chí sau. Đầu tiên là phải tốt bụng, vui vẻ, nhanh nhẹn. Kế đến là ngược mùa sinh của mình. Cuối cùng mới là hợp tuổi. Ví dụ bạn sinh mùa hè nên chọn người sinh vào mùa đông. Về hợp tuổi khá dễ chọn, nhưng hai yếu tố đầu tiên là quan trọng nhất. Tiếp theo là chọn ngày lành nên ưu tiên theo mảnh đất hoặc ngôi nhà nơi buôn bán, rồi mới đến sinh thần bát tự của người chủ. Việc này có lẽ khó giải thích trong video ngắn. Hải Toàn xin phép khuyến nghị các bạn dùng phương pháp đơn giản xét theo mệnh khuyết. Ví dụ, người sinh mùa xuân thường là dư mộc khuyết kim nên chọn ngày có thân dậu hoặc là tý sửu. Người sinh mùa hè thường khuyết thủy nên chọn ngày có thân, thìn, tý hoặc là hợi sửu. Tiếp theo là người sinh mùa thu thường khuyết mộc nên chọn ngày dần mão thìn. Cuối cùng, người sinh mùa đông thường khuyết hỏa nên chọn ngày có tỵ ngọ mùi hoặc là dần. Về xính lễ, không có quy định cụ thể nào, tất cả tùy văn hóa mỗi vùng. Các vị dân lễ theo điều kiện và tùy hoàn cảnh, nên giảm sắc xanh, giấy tiền cũng nên cúng vừa phải. Mục đích của cúng khai trương dân lễ cho thổ thần thổ địa của mảnh đất, cầu cho năm nay bắt đầu một công việc mới hanh thông đáng kể. Tuy nhiên, việc cúng kiến này không thể thay đổi nhân quả. Cúng trang trọng vừa phải, có lòng thành là báo vật. Với người có tâm thành tâm thiện đã tự tạo trường lành cho nơi mình buôn bán hoặc sinh sống. Chọn thêm được ngày lành, cúng kiến lại không sát sanh, lại chọn được người tốt tính, quả là phước báo. Hải Toàn xin nhắc lại, ưu tiên người tốt bụng, vui vẻ, tốt tính vẫn hơn người hợp tuổi mà kém lành tính. Hải Toàn kính chúc các vị được nhiều phước lành, cúng không sát sanh, cúng kiến trong tâm thành.